Ngày 7 tháng 12 năm 2020, Thư viện tỉnh Hòa Bình đã tổ chức chương trình thư viện phục vụ lưu động tại hai trường, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và Trung học Cơ sở Tân Lạc và trường Trung học Cơ sở Kim Đồng. Trong dịp này, Thư viện tỉnh đã đem đến chương trình trên 2.000 cuốn sách, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung. Mục đích giúp các em học sinh có một buổi đọc nghiên cứu sách thật ý nghĩa, với mục đích lan tỏa tinh thần đến với đông đảo mọi người dân, đặc biệt là các em học sinh. Thư viện tỉnh đã đa dạng hóa các phương thức phục vụ thông qua việc tổ chức triển khai các hoạt động đọc sách tại xe thư viện lưu động. Qua đó, nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần, thúc đẩy việc phổ biến thông tin và tri thức trong cộng đồng, tạo thêm điều kiện cơ hội cho người dân thực hiện việc học tập suốt đời.